Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế 16 giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết chiến dịch quân sự của Israel tại trại tị nạn Jenin vừa qua có thể được xem là kịch bản bạo lực tồi tệ nhất ở bờ Tây trong nhiều năm, đồng thời mạnh mẽ lên án mọi hành động bạo lực chống lại thường dân, bao gồm cả hành động khủng bố. Phát biểu trước các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết ông hiểu những lo ngại của Israel về an ninh của nước này, nhưng leo thang căng thẳng không phải là giải pháp. Theo ông, việc sử dụng các cuộc không kích là không phù hợp với việc tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật, đồng thời kêu gọi Tel Aviv tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm nghĩa vụ giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ mạng sống con người. Tuyên bố của người đứng đầu Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh mới đây, quân đội Israel đã thực hiện một chiến dịch càn quét nhằm vào một trại tị nạn ở Jenin thuộc bờ Tây, đã khiến ít nhất hàng chục người Palestine thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và hàng nghìn người buộc phải sơ tán. Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày hôm qua, một tay súng Palestine đã bắn chết một binh sĩ Israel gần một khu định cư ở bờ Tây bị chiếm đóng. Các nguồn tin từ Palestine cho biết, lực lượng Israel sau đó đã bắt giữ anh trai và cha của tay súng này tại ngôi làng của họ ở bờ Tây. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã không bật đèn xanh cho việc Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này. Tuy nhiên, trong cuộc họp diễn ra ngày hôm qua, hai bên đã nhất trí là sẽ có thêm một cuộc thảo luận tiếp theo vào ngày 10 tháng 7 tới. Phát biểu sau cuộc họp, ông Stoltenberg cho biết Thụy Điển đã sửa đổi hiến pháp và đưa ra luật chống khủng bố mới, dỡ bỏ các hạn chế với việc xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ và tăng cường hợp tác chống khủng bố. Cuộc họp giữa Tổng thư ký NATO và Ngoại trưởng Thụy Điển cùng Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của Ankara đối với việc gia nhập NATO của Stockholm. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng các cam kết của Stockholm cần phải được thể hiện trong thực tế. Chúng tôi tiếp cận vấn đề theo nguyên tắc của mình. Chúng tôi hy vọng Thụy Điển sẽ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tại Madrid về cuộc chiến chống khủng bố. Dù vậy, Thụy Điển mong đợi sẽ có quyết định tích cực hơn trong cuộc họp vào đầu tuần tới. Chúng tôi đã có cuộc gặp tích cực giữa Tổng thư ký NATO, giữa Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có quyết định tích cực trong cuộc họp vào tuần tới. Cùng chung nhận định này, Tổng thư ký Stoltenberg cho rằng việc trở thành thành viên NATO của Thụy Điển là trong tầm tay. Hoàn toàn có thể có một quyết định tích cực tại cuộc họp vào tuần tới, và chúng tôi đều nhất trí rằng việc phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển nên diễn ra càng sớm càng tốt. Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO từ năm ngoái, tuy nhiên Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển. Hungary tuyên bố nếu Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận, nước này cũng sẽ không cản trở Thụy Điển. Tối qua 6 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ tới Cộng hòa Séc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine tới Praha. Tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn thực hiện. Tổng thống Ukraine Zelensky đã bay tới Praha trên chuyến cơ của Cộng hòa Séc từ Sofia ngay sau chuyến thăm Bulgaria. Tổng thống nước chủ nhà Petr Pavel tối cùng ngày đã tiếp đón và tiến hành hội đàm với người đồng cấp Ukraine tại lâu đài Praha. Theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky còn có các cuộc gặp với Thủ tướng Séc Petr Fiala, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Séc, gặp gỡ các thành viên chính phủ, quốc hội và truyền thông Séc. Trọng tâm tại các cuộc gặp là vấn đề quốc phòng, hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Litva, tiến trình hội nhập châu Âu của Ukraine, tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, việc tái thiết đất nước Ukraine. Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Séc Pavel đã cùng người đồng cấp Slovakia Zuzana Chaputova tới thăm Kiev. Tại đây, các nhà lãnh đạo Séc và Slovakia đã bày tỏ ủng hộ mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu-EU của Ukraine. Cộng hòa Séc là một trong những nước đi đầu ủng hộ và viện trợ cho Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc chiến hồi tháng 2 năm ngoái. Séc cũng là nước tiếp nhận số lượng người tị nạn Ukraine lớn nhất tính theo tỷ lệ dân số. Thời gian qua, giới lãnh đạo và doanh nghiệp Séc đã bày tỏ quan tâm tới cơ hội được tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Ngọc Biên, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Bộ Ngoại giao Phần Lan thông báo tiếp tục hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu của công dân Nga đến và đi qua Phần Lan để đến các quốc gia khác trong khu vực Schengen. Thông báo được đưa ra sau khi hai bên tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao và đóng cửa lãnh sự quán của nước kia. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Phần Lan nêu rõ, công dân Nga thuộc diện đi công tác sẽ chỉ được nhập cảnh Phần Lan và chứng minh có lý do thực sự cần thiết đến nước này. Những người thuộc diện này không được quá cảnh Phần Lan để đến các nước khác. Người sở hữu bất động sản tại Phần Lan cũng phải chứng minh lý do cần có mặt tại nước này. Trong khi đó, sinh viên chỉ được đến Phần Lan để tham gia các chương trình hoặc nghiên cứu được cấp bằng, chẳng hạn như các chương trình trao đổi. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan và đóng cửa lãnh sự quán Phần Lan tại Saint Petersburg. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Đáp lại, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trên trang Twitter cá nhân tuyên bố, quốc gia Bắc Âu này đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả. Theo đó, ám chỉ việc đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Turku, phía tây Phần Lan. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Phần Lan đã trục xuất 9 nhân viên của Đại sứ quán Nga, khiến Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ có phản ứng phù hợp. Nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố, cảnh sát một số nước châu Âu như Đức, Bỉ và Hà Lan thời gian qua đã tiến hành các đợt khám truy bắt nghi can khủng bố theo cảnh báo của các cơ quan tình báo các nước này. Cơ quan công tố Hà Lan cho biết đã bắt giữ một cặp vợ chồng đến từ Tajikistan trong diện tình nghi thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Cơ quan chức năng cho hay kế hoạch khủng bố của hai đối tượng này chưa được cụ thể hóa nhưng đủ nghiêm trọng để phải can thiệp. Các nghi phạm ở Hà Lan nói trên có liên hệ với một số người cư trú ở Đức, nơi có 7 đối tượng tình nghi có liên hệ với IS vừa bị bắt giữ. Công tố viên Đức cho biết các đối tượng này đến Đức vào cuối tháng 6 năm 2022 và thành lập một tổ chức có mục tiêu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố theo tư tưởng IS. 6 trong số các nghi phạm bị bắt đã quyên tiền và chuyển số tiền này cho IS. Trong ngày 6 tháng 7, Cảnh sát Liên bang Bỉ cũng đã tiến hành các cuộc khám xét tại thành phố Verviers thuộc tỉnh Liège trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố. Trong một đánh giá chung về các mối đe dọa công bố mới đây, cơ quan điều phối phân tích mối đe dọa của Bỉ đã cảnh báo bộ máy tuyên truyền của IS và chân rết của tổ chức này ở Afghanistan đang kích động các cuộc tấn công cực đoan. Trong khi đó, cơ quan chống khủng bố tại Hà Lan cũng lưu ý có những tín hiệu ngày càng tăng cho thấy các tổ chức thánh chiến đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu. Báo cáo mới nhất của đơn vị này mô tả mối đe dọa chủ yếu đến từ các mạng lưới do IS ở Syria và Afghanistan kiểm soát. Phần cuối bản tin là tiểu mục Thế giới hôm nay qua phần trình bày của biên tập viên Thu Hương. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 7 vừa qua thì đã trở thành ngày nóng nhất khi mà nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt kỷ lục mới trong 2 ngày liên tiếp. Và đây được xem là hồi chuông cảnh báo mới về tác động của biến đổi khí hậu do các hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, nhiệt độ trung bình của không khí trên bề mặt trái đất trong ngày 4 tháng 7 đã lên mức 17,18 độ C, cao hơn mức 17 độ C ghi nhận một ngày trước đó. Đây là hai mức nhiệt cao kỷ lục kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2022, thời điểm nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 16,92 độ C. Các chuyên gia còn dự đoán rằng nhiệt độ kỷ lục này có thể bị phá vỡ một lần nữa khi Bắc bán cầu bắt đầu bước vào mùa hè. Hiện nhiều khu vực trên thế giới đang trải qua giai đoạn nắng nóng khắc nghiệt. Làng Oymyakon ở vùng viễn đông nước Nga, nơi được coi là khu vực lạnh nhất thế giới có người sinh sống, đã lập kỷ lục nhiệt độ lên tới 32 độ C trong ngày 3 tháng 7. Còn tại Mỹ, hàng loạt bang như Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri và Louisiana của Mỹ cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 51 độ C trong tháng 6. Trời vô cùng oi bức, khiến chúng ta mệt mỏi và kiệt sức, bước ra đường mà có cảm giác như đang ở trong lò nướng vậy. Tại châu Á, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trải qua đợt nắng nóng gay gắt dài kỷ lục khi 9 ngày liên tiếp có nền nhiệt trên 35 độ C. Nhiệt độ ở một số khu vực ở Bắc Phi cũng lên tới 50 độ C, thậm chí ở Nam Cực, dù đang trong mùa đông, nhiệt độ cao xấp xỉ 9 độ C. Thời tiết mấy ngày này rất nóng, ra ngoài phải đeo khẩu trang, đội mũ, mặc áo chống nắng. Tất cả những thứ này đều cần thiết. Nếu không có việc, tôi chỉ muốn ở nhà tránh nóng.
Nhiệt độ có khả năng tăng cao hơn và vượt mức trung bình lịch sử vào năm 2024 khi xảy ra hiện tượng El Nino tại Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, hoạt động của con người, chủ yếu là đốt nhiên liệu hóa thạch, đang tiếp tục tạo ra khoảng 40 tỷ tấn CO2, khiến trái đất nóng lên mỗi năm. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, quy mô của những thay đổi gần đây đối với khí hậu là chưa từng có trong hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm. Rõ ràng, tác động của con người đã khiến bầu khí quyển, đại dương và mặt đất ấm lên. Nhiệt độ bề mặt toàn cầu dự kiến sẽ vượt mức 1,5 độ C, rồi tiếp tục vượt qua con số 2 độ C nếu không giảm mạnh lượng khí thải CO2 và các khí nhà kính khác. Hiện tại, thế giới nóng hơn khoảng 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đồng thời cũng đang phải chịu các tác động của khủng hoảng khí hậu. Mới đây nhất, thì Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền đã cảnh báo các hiện tượng thiên nhiên như là hạn hán, tan băng hay là lũ lụt đang diễn ra với mức độ ngày càng tăng và đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Volker Turk cảnh báo biến đổi khí hậu là mối hiểm họa đối với nhân loại, có thể khiến tương lai loài người chìm trong nghèo đói và đối mặt với hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng khác. Phát biểu tại phiên họp thứ 53 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Volker Turk cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan đang quét sạch mùa màng, gây tổn thất cho ngành chăn nuôi và hệ sinh thái, khiến các cộng đồng gặp khó khăn trong việc tái thiết và tự túc trong cuộc sống của họ. Hơn 828 triệu người đã phải đối mặt với nạn đói vào năm 2021 và biến đổi khí hậu được dự đoán sẽ khiến thêm 80 triệu người có nguy cơ bị đói vào giữa thế kỷ này. Môi trường của chúng ta đang bốc cháy, tan chảy và gây ra ngập lụt. Nó đang cạn kiệt, khô cạn và chết dần. Tình trạng nắng nóng nghiêm trọng tại nhiều nước được xem là chỉ dấu rõ nét nhất cho tình trạng biến đổi khí hậu. Theo cảnh báo của giới chuyên gia, nếu không có hành động mang tính đột phá, các hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ ngày càng diễn biến nghiêm trọng hơn. Nắng nóng thực sự là nguyên nhân số một trong tất cả các thảm họa thiên nhiên, bởi vì nhiệt độ cao hơn có thể làm tăng tỷ lệ tử vong và nhiệt độ cao hơn cũng có tác động mạnh mẽ đến nhiều lao động ngoài trời. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cũng đã cảnh báo nhiệt độ trên khắp thế giới sẽ tăng cao hơn nữa sau khi hiện tượng El Nino xuất hiện trở lại ở khu vực nhiệt đới của Thái Bình Dương lần đầu tiên trong 7 năm. WMO cho biết El Nino có thể gây nắng nóng cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới như vùng biển Đông ở Đông Nam Á, Caribe, Trung Mỹ cũng như phần phía Bắc của Nam Mỹ. Cơ quan này cũng đánh giá năm 2023 có thể vượt qua năm 2016 để trở thành năm nắng nóng nhất lịch sử. Chúng tôi ước tính khả năng một trong 5 năm tới, nhiệt độ bề mặt toàn cầu sẽ đạt và thậm chí là vượt quá 1,5 độ. El Nino sẽ làm tăng khả năng phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ và gây ra nắng nóng cực đoan. Các chuyên gia nhận định, theo kịch bản biến đổi khí hậu xấu nhất, gần 3 tỷ người, tương đương khoảng 30% dân số thế giới sẽ phải di cư vì vấn đề khí hậu vào cuối thế kỷ này. Còn trong kịch bản tốt nhất, sẽ có 10% dân số phải di cư vì lý do tương tự. Nỗ lực của các quốc gia nhằm đạt được mức trung hòa carbon chính là chìa khóa để có thể tránh khỏi kịch bản tiêu cực. Tuy nhiên thì thách thức giảm lượng khí thải hiện nay khó khăn hơn nhiều so với 5 hay là 10 năm trước. Bởi đây là một vấn đề tích lũy. Vì vậy, cần có các hành động thiết thực và khẩn trương để đảm bảo tương lai bền vững cho thế hệ mai sau. Và tới đây thì mục Thế giới hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.